Dạ, xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay là đầu tháng 4, con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là ông bà Tư và cô Diệu Hồ đến trao quà cho ông Hai. Dạ, bây giờ con cũng đến nhà ông Hai rồi, con cũng mời ông bà cô chú cùng vào trong nhà nha. Dạ, con chào ông Hai. Dạ, con chào ông Hai nha. Ngày ông Hai vẫn khỏe không Hai? Ở nhà là với dâu tới lui. Dạ. Ông ngày ông Hai ăn uống được nhiều không Hai? Cũng bình thường, ăn này ăn kia cũng sống qua ngày được. Dạ. Rồi tao không có đau ốm mà đỡ. Dạ. Dạ, hôm nay đầu tháng 4 con thay mặt cho Mạnh Thường Quân đầu tiên là ông bà Tư gửi tặng cho ông Hai mỗi tháng là số tiền 500 ngàn nha ông Hai. Dạ. Dạ, đây là quà của ông bà Tư. Dạ, cảm ơn ông bà Tư. Dạ, đây 500 ngàn của ông bà Tư gửi tặng cho ông Hai tháng 4. Dạ, tiếp theo là cô Diệu Hồ. Mỗi tháng cô đều gửi tặng cho ông Hai số tiền 500 ngàn luôn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, con gửi cho ông Hai nha. Với cô Diệu Hồ hết. Dạ. Chồng với em con cháu. Dạ. Ông bà Tư với cô Diệu Hồ gửi lời chúc sức khỏe đến ông Hai nha. Chúc ông Hai lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe. Dạ, ông bà Tư và cô Diệu Hồ, hôm nay là đầu tháng 4, con cũng thay mặt cho ông bà Tư và cô Diệu Hồ đến trao quà cho ông Hai. Dạ, thì con cũng chúc cho ông Hai có nhiều sức khỏe luôn nha ông Hai. Cũng cảm ơn hết cô Diệu Mến hết. Dạ. Như vậy. Dạ, con cảm ơn ông bà Tư và cô Diệu Hồ rất là nhiều. Chúc cho ông bà Tư và cô Diệu Hồ lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe. Dạ, rồi con chào ông Hai nha ông Hai. Dạ. Dạ, phần quà tiếp theo con thay mặt cho cô Diệu Hồ gửi quà đến ông ba. Dạ, con chào ông ba. Dạ, ông ba chào hai con. Dạ. Ông ba cũng vừa mới đi giăng lưới vậy luôn không? Mới vừa tới đó con. Dạ, bữa nay có cá không ba? Có đâu chừng 2 kg. Dạ. Cá rô phi không không? À, rô phi con. Dạ. Rồi hôm nay sức khỏe ông ba vẫn tốt không ba? Cũng tốt con. Dạ. Nhưng mà ba hơi bị cảm mà ho. Dạ. Ông ba vẫn tốt. Dạ, hôm nay đầu tháng 4 con thay mặt cho cô Diệu Hồ gửi phần quà tháng 4 cho ông ba nha. Dạ, ông ba dạ. Mang ơn cô Diệu Hồ ơi. Dạ. Dạ. Gạnh miếng cá ăn đó. Nó ướt muối bọt. Dạ bà ba. Dạ, mỗi tháng thì cô Diệu Hồ đều gửi phần quà cho ông ba trị giá 500 ngàn gồm 10 kg gạo. Dạ. Dạ, một thùng mì, hộp bánh bông lan cuộn. Dạ, còn cái phần này là 20 trứng gà với thịt heo nha ông ba. Để cho ông ba thôi thịt heo. Tôi cũng chúc cho cô Diệu Hồ gia đình an khang nhà nhiều sức khỏe cô Diệu Hồ ơi. Gia đình tôi biết ơn cô nhiều lắm. Dạ. Trước rồi sau là hai con. Cô Diệu Hồ cũng gửi lời chúc sức khỏe đến ông ba nha. Chúc dạ. Ông ba lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe. Rồi con gửi phần quà cho ông ba nha ông ba. Chúc ông ba nhiều sức khỏe luôn. Con. Dạ. Rồi con xin phép con đi luôn ba. Con đi luôn nha bà ba. Dạ. Ông ba mang ơn hai con. Dạ. Ông bà cô chú ơi, phần quà cuối cùng cô Diệu Hồ muốn gửi tặng đến bà Tư. Dạ, giờ con đến nhà của bà Tư rồi. Dạ, con chào bà Tư. Cái này là cái gì vậy? Dạ, này hộp kẹo sô-cô-la á bà Tư. Dạ. Dạ. Dạ, hôm nay được cô Diệu Hồ gửi tặng quà cho bà Tư nha. Dạ, cô Diệu Hồ gửi tặng 10 kg gạo, thùng mì chay. Dạ, còn quà này là của cô Diệu Hồ gửi về cho bà Tư chai dầu. Dầu ha. Dạ, dầu nước xanh với một hộp kẹo sô-cô-la. Vậy tôi kêu cô bằng... Dạ. Kêu bằng cô luôn hả chị? Ừ. Dạ. Vậy tôi cũng cảm ơn cô, của gì? Cô gì? Dạ, cô Diệu Hồ. Cô Diệu Hồ. Cho tôi 1 chục ký gạo. Dạ. Với thùng mì, với hộp kẹo, với chai dầu Mỹ. Dạ. Tôi cũng cảm ơn. Tôi cũng cảm ơn cô Diệu Hồ thật nhiều. Dạ. Cũng mang ơn. Dạ, đây là tấm lòng của cô Diệu Hồ gửi tặng cho bà Tư nha. Dạ, thì cô Diệu Hồ thấy bà Tư sống có một mình rồi cô muốn gửi tặng cái phần quà để cho bà Tư ăn uống hàng ngày. Dạ, thì cô Diệu Hồ cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bà Tư nha. Chúc bà Tư cũng có sức khỏe luôn. Cô Diệu Hồ
thật nhiều, chứ cho tôi chục ký gạo với thùng mì với hộp kẹo với chai dầu Mỹ. Dạ. Tôi cảm ơn dữ lắm. Dạ. Rồi, chú biết có gì nữa giờ đây. Dạ, rồi con chúc bà Tư có nhiều sức khỏe nha bà Tư. Dạ, rồi. Rồi, con xin phép con đi luôn bà Tư ơi. Dạ, ông bà cô chú ơi, hôm nay con rất là vui luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân là ông bà Tư và cô Diệu Hồ đến trao quà tháng Tư cho ông hai, ông ba và bà Tư. Dạ, thì con cảm ơn tấm lòng của ông bà Tư và cô Diệu Hồ rất là nhiều. Con kính chúc cho ông bà Tư và cô Diệu Hồ lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, công việc lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Dạ, thì con cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.